Xin chào các bạn, mình đến từ Mythic House Shop Hôm nay mình xin review về bộ Universal God The Trên tay mình là bộ Universal God The Đây là phiên bản Deluxe Edition Thì phiên bản này chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một túi đựng bài so với phiên bản thông thường Đây là hộp bài của chúng ta Bộ bài này được sáng tác nội dung bởi tác giả Maria Karate và được vẽ bởi họa sĩ Antonella Platano. Bộ bài này thì được phát hành bởi nhà sản xuất Los Carabio và được in tại Ý. Chúng ta sẽ bắt đầu unbox. Đây là hộp bài của chúng ta. Thì bên trong chúng ta gồm một bộ bài, sách mini và một túi đựng bài. Túi đựng bài có kích thước khá lớn, được làm từ chất liệu vải nhung, và mặt trên được theo hình chữ Rồi chúng ta sẽ review về bộ bài. À, thì bộ bài này à, có nội dung tập trung vào các nữ thần nên sẽ có những cái điểm khác biệt so với những cái bộ bài khác. À, bộ bài của chúng ta vẫn bao gồm 78 lá và vẫn đi theo truyền thống phong cách của Rider Waite. Những điểm khác biệt ở bộ bài này so với những bộ bài khác là tất cả những nhân vật hình ảnh trong bộ bài này thì tất cả chỉ liên quan và tập trung vào nữ giới vì chủ đề chính của bộ bài này là về các nữ thần trong bộ bài này những cái lá được king hay là những cái lá liên quan đến nam giới chúng ta cũng sẽ được thay thế bằng các vị nữ thần do đó những lá bài chúng ta sẽ không có thấy xuất hiện hình ảnh nam giới nếu có thì chỉ là những hình ảnh tượng trưng và bổ trợ theo cho các nữ thần thôi Đây là quyển sách mini booklet đi kèm thì không có nhiều nội dung và được viết bằng năm thứ tiếng bao gồm 63 trang. Mặt sau của bộ bài gồm 4 hình đối xứng và có thực có thể xem được nghĩa ngược xuôi. Bộ bài của chúng ta được đánh giá cao vì sự kết hợp giữa khái niệm và nghệ thuật. Điểm thú vị đầu tiên của bộ bài là bộ bài này là bộ bài duy nhất tập hợp đầy đủ hình ảnh của các nữ thần trên khắp thế giới. Điểm thứ hai là sự phức tạp phong phú ý nghĩa khi trình bày về các nữ thần và cái điểm cuối cùng là phong cách vẽ đã tạo nên cái sự thống nhất giữa các nữ thần dù họ xuất thân từ những địa điểm và những thời điểm khác nhau. Như các bạn nhìn hình thì những từ những nữ thần của bộ Universal God Star Wars, à, là một sự pha trộn của nhiều nền văn hóa khác nhau. À, trên hình ảnh chúng ta có thấy các nữ thần đến từ những vị trí khác nhau trên thế giới à, Từ Ai Cập, Nhật Bản, Hy Lạp, Trung Quốc và đến cả những thiên thần à, Nhưng mà cái hay là tác giả đã cho các bạn khi sử dụng đều thấy có sự liên kết khá tốt Gắn kết nội dung với nhau, ý nghĩa với nhau khiến cho người dùng và cũng như là các reader có thể dễ dàng cảm nhận à, Sách đi kèm của bộ bài thì chỉ trong một ít các khái niệm và không có các từ khóa À, điều đó sẽ hơi gây khó khăn và Cho nên người sử dụng phải hiểu bài, đọc bài dựa theo trực giác và cảm nhận trên những cái hình ảnh Ngoài ra thì trong sách của chúng ta chỉ có thêm vài cách trải bài à, đặc trưng và cũng khá là hữu ích cho người sử dụng Bộ bài của chúng ta được in trên nền giấy tốt à, Trải một lớp bóng, hình ảnh đặt trong một khu viền màu vàng à, Xung quanh lá bài được viết à, tên lá bài bằng 6 thứ tiếng Và số thì đặt ở chính giữa đây sẽ là một cái bài nhẹ nhàng, à, khá dễ dùng, một cái bài rất tốt cho các bạn có hứng thú về các nữ thần. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xem clip. Mọi chi tiết về bộ bài Universal Tarot thì các bạn liên hệ mitisthao vn Xin cảm ơn.